Hi, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến channel mình là Taro Mê Anime. Ok anh em ha. Ở video trước mình đã có review sơ về tựa game Nhẫn Giả Mobile. Game này mình thấy khá chơi khá được nha. Tại sao mình nói chơi được? Tại vì về căn bản á là game nó chơi được là bởi vì là game nó free, hợp lý. Nó cho anh em rất nhiều quà và nó cho em rất nhiều thứ ok. Và anh em chơi chay thì anh em chơi vui vẻ vẫn được, vẫn ok luôn. Thì ok, thì nói chung là video chơi game thì mình cũng đã có nói rồi. Thì bây giờ là mình sẽ tới video, gọi là video gì? Đó là video tiêu thẻ. Tiêu xu. Thì ở video tiêu xu này thì anh em nên, thì như mình á thì mình sẽ tiêu cho cái gì nha. Ok. Thì ở đầu tiên á thì mình nghĩ là video này tiêu xu á, thì nếu như mà để tiêu mà hợp lý nhất thì anh em nên mua mấy cái VIP này nè. Mua này cho nó vui thôi, chứ thực ra là nó cho anh em đồ đạc gọi là xịn sò hết rồi. Anh em cứ mua mấy cái này thì cho có phôi rồi này nọ này kia, cho nó có thêm đồ này nó cứ vui nhà vui cửa thôi, chứ thực chất là nó cũng không có thay đổi nhiều đâu anh em ơi. Đó, mua mấy cái này là chỉ để cho nó đẹp thôi chứ không làm gì đâu, rep bèo mà nó. Anh em thấy không? Tiêu nó còn chưa được xuống tới 200m nữa mà, 200 triệu vàng nữa mà. Trời ơi, anh em thấy không? Tiêu tới VIP 19, 20 luôn. Ôi dồi ôi. Để mình tiêu. Ôi dồi, tiêu VIP 21 là hơi vắng vắng cái đầu rồi nha. Tiêu VIP 21 là hơi vắng vắng cái đầu rồi đó. Ok, thì nói chung là anh em không cần tiêu ở trong đó cũng được. Anh em thì thứ nhất á, thì là mình, nếu như anh em mà muốn á, thì mình nghĩ là rằng là gì? Là chúng ta nên mua trong cái shop này. Mình nghĩ là trong cái shop này nó cũng có nhiều cái đồ hay, giống kiểu là ngọc này đó, ngọc ngon này đó, rồi rất nhiều thứ trong đây này đó, ví dụ như bét này này kia ngon lành luôn. Bét trong đây, bét đỏ này đó, khá là ngon. Rồi ở trong túi mình thì mình cũng có, hình như cũng có bét thì phải, đúng không ta? Rồi mình check để tôi xem nha. Đâu rồi, đây này cũng có bét nhưng mà nó cho mình có hai con à. Khá là bèo, cho nên là anh em có thể mua bét trong đây nè. Đó, mua bét trong đây để mình mua thử một con nha. Đây. Đó, mua bét trong đây thì mình thấy là nó hợp lý hơn anh em à. Bắt đầu up đi. Đó, rồi bí thuật thần thú, đây. Đó, rồi mở vị trí, nâng cấp đi, đó. Thì đến cửa hàng thám hiểm. Ok, không có. Chiêu hồn. À, cái này chắc là chiêu hồn ở trong đây anh em à. Đó, thì bây giờ đến sự kiện gì? Bây giờ tôi nói thiệt anh em nha, nếu như mà bình thường mình chơi game á, thì anh em, mình khuyên thật anh em á, thì cái game này nè, bản chất á là nó cho anh em rất nhiều tướng rồi. Cái quan trọng nhất là anh em nên dùng vàng á để chiêu mộ mấy cái này nè, nó sẽ hay hơn. Ví dụ chiêu mộ bét này, này kia hay là tùm lum tùm la thứ nó sẽ tốt hơn. Tại vì chứ thực sự ví dụ như là, ví dụ mình chiêu mộ trong đây đi. Đây, đó mình đang có 138 vé chiêu mộ này, mình sẽ chiêu mộ hết luôn. Đó, thấy không? Nó cũng mấy con rất là cùi chuối à anh em à. Đó, thấy không? Đó, trời ơi, toàn là mấy con cùi bắp không à, cùi bắp cùi mía không à. Nói chung là cũng chỉ là cùng lắm làm phôi thôi. Đó, mấy cái này nó làm phô cho mình thôi. Mà thật ra là nó, nói chung là anh em cứ chơi cái gì mà nó cho mình free thì anh em cứ chơi thoải mái đó. Nó cho mình phôi này đó, mình cứ lấy mấy cái này làm phôi thôi. Nó làm food phôi này kia, trời quá trời luôn. Trời, mình nghĩ là chắc là mình không thể nào xả được hết 200 triệu vàng đâu. Nhưng mà mình sẽ đây. Đó, mình sẽ làm cái gì? 200 triệu vàng thì đây có chỗ chiêu mộ thần thú. Đây, mình nghĩ là mình nên chiêu mộ thần thú là hợp lý. Đó, nên chiêu mộ thần thú. Tại vì cái thần thú là cái mà trong cái game này nó đang chưa có nhiều nè. Đó, là mình cần phải chiêu mộ thần thú nè. Hợp lý nè. Đó, hợp lý nè. Đó, cho. Thì mình nghĩ là tốt nhất thì, thấy không, anh em thấy không, chiêu mộ thần thú một ngày, anh em nên, ví dụ nên anh em mới bắt đầu chơi á, thì nên chiêu mộ thần thú nha anh em. Đó, ví dụ như mình cũng không biết con nào mạnh, thì ví dụ mình thích con game ma đi nữa.
nó ví dụ như là nó không cho mình chiêu mộ nữa thì bắt buộc mình phải chiêu mộ bên đây đó. Đó thì bây giờ mới là cái chỗ để tiêu vàng này đó, thấy không? Tiêu 200 triệu vàng đó, tiêu 200 triệu vàng chắc tiêu không nổi đâu, tôi nói thiệt đó. Tiêu 200 triệu vàng cho mấy cái này thì chắc là không bao giờ hết đâu nè. Nhưng mà nếu như thực sự á, về mặt tính chất cơ bản á, là cái game này nè nó có ok không thì cho anh em theo như mình nghĩ nha, thì game nó khá là ok đó. Bởi vì căn bản là gì, anh em đâu thể nào tiêu hết. Ờ, mình nói thật luôn, mình nghĩ là anh em không thể nào tiêu hết, cho nên là rằng là mình nghĩ là cái 200 triệu vàng này nè thì mình chơi tàn tàn, chơi từ từ rồi cũng sẽ có những cái hoạt động này nọ kia, và bắt đầu mình sẽ tiêu. Ví dụ giống như mình tiêu cho bet này chẳng hạn đó. Đó. Bây giờ mình đang làm thử thách làm sao tiêu hết 200 triệu vàng. Đó. Đó, bây giờ là chỉ có tiêu trong đây thôi, tiêu trong đây là mình nghĩ là hợp lý nhất. Đó. Ôi nhiều quá đó, thì mình nghĩ là tiêu trong bet trong đây là hợp lý nè, còn lại là mấy cái kia thì nó khá là cù chuối anh em à. Mình nghĩ vậy thôi, tại vì còn ví dụ như ở trong đây nữa nè, ví dụ như là ở trong chỗ tạp hóa này, ví dụ như anh em mua một cái gói này nè, nó rất là, thật ra là 200 triệu vàng nếu như thật sự mà để chơi game á, mà để thật sự là anh em chơi game á mà anh em không làm content như mình á, thì mình theo mình thấy á là anh em nên mua những cái gói như vậy thì nó sẽ lợi ích rất nhiều luôn đó. Rồi trời ơi, game nó cho free một đống thứ luôn anh em ơi đó. Ví dụ như anh em mua, anh em lấy cái mấy cái này nè, đây nè, mấy cái này nè, mấy cái đá nè, đá xuyên giáp này nọ này kia nè, để cho mấy con tướng anh em mặc á đó, nó sẽ hợp lý hơn. Rồi cho nó học kỹ năng nữa này đó, thì đó là nó sẽ cần đá, đây nè, đó nó sẽ cần đá đó, anh em thấy không đó, thì nó sẽ cần đá thì anh em sẽ, nó sẽ ok hơn. Thì như cũng ở video trước mình cũng đã nói rồi, thì cái game này á thì nó cho anh em rất nhiều tướng LR, và nó cho anh em có một cái gói là 40 tướng LR luôn, rất xịn sò luôn. Thì theo như ý mình nha, là mình thấy những cái bạn mà chơi á ok á, thì mấy bạn đó là mấy bạn đó làm cái gì, mấy bạn đó là chơi là chỉ chơi 1 đến 2 con tướng LR thôi. Đó, ví dụ chơi chỉ chơi là ví dụ 1 tướng LR này. Đó. Hoặc là có những bạn họ chỉ có chơi 1 con tướng LR hoặc 2 con tướng LR là căng đá, ví dụ chơi 2 con thôi. Đó, chơi 2 con thôi. Đó, còn lại là sẽ chơi tướng UR hoặc chơi tướng SR, ví dụ tại sao người ta chơi con tướng này. Thì đó mình sẽ xem. Đó, rất là hợp lý, tại vì khi mà mình xem người ta chơi á thì mình sẽ tiết kiệm được thời gian, và ví dụ như mình không đổ dồn những tài nguyên một cách bất hợp lý, như kiểu là ví dụ tôi up có thể up rất nhiều con, bây giờ ví dụ mình vô mình phiêu lưu đi đây đó, rồi đó bây giờ mình vô mình phiêu lưu này đó, thì đó anh em nhìn thấy rất là xỉu, rất là ngầu lòi không đó, nhưng mà thực chất là gì, nó không có bằng ở trong PvP anh em mà. Trong PvP người ta build tướng ok á, cho nên nó khỏe hơn rất nhiều đó. Thì mình nghĩ là nếu như anh em nào thật sự đang muốn chơi á thì anh em nên lưu ý những cái điểm mà mình muốn nói vậy thì sẽ hợp lý đó. Còn bây giờ làm sao tiêu hết 200 triệu vàng trong một video này á, thì chỉ còn cách là mua VIP thôi. Không có cách nào mà nhanh hơn là việc mua VIP hết anh em à. Mua VIP là số 1 luôn rồi, mua VIP là tiêu hết cái chỗ này là vèo cái hết luôn á. Đó, mình hồi nãy mình mua VIP 21 đúng không? 22, 23, 24, 25. Trời ơi nó nhiều quá anh em ơi. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Rồi mình đã mua hết gói VIP mà vẫn còn 140 mấy ca vàng. Quá là nhiều luôn anh em ơi. Tiêu xài mà thả ga luôn, tẹt bô luôn anh em ơi. Thì bây giờ tiêu cái gì nữa? Thì bây giờ mình sẽ tiêu trong đây. Đây mình sẽ tiêu nhẹ nhẹ vô, ví dụ mình tiêu 5 gói đi, 5 gói này đó. Rồi vé chiêu mộ thần thú, cầu thức tỉnh, ví dụ mình mua 5 cái cầu thức tỉnh đi
Đó, mua 5 cầu thức tỉnh. Trời ơi. Bây giờ thật sự là ví dụ mình nói thiệt với anh em luôn á, anh em muốn chơi mà chơi tiêu hết cái đống này, trời ơi, nó tẹt ga tẹt bô luôn anh em ơi. Trời ơi, mình không hiểu sao mà có thể tiêu được hết cái đống này được luôn á. Đó. Thì ví dụ như mình sẽ vô sự kiện chủ đề đi. Đó, đây đây đây. Sự kiện chủ đề thì mình nghĩ rằng là gì? Anh em không nên chiêu mộ trong đây đâu. Thiệt luôn á. Nó đã cho anh em phô nhiều lắm rồi thì anh em không nên chiêu mộ trong đây đâu. Đó. Mình nghĩ là chỉ tốt nhất là nên chiêu mộ thần thú thôi. Nó sẽ hợp lý hơn anh em à. Đó, bây giờ mình sẽ kích hoạt mấy cái này lên. Đó. Rồi. Ví dụ cái này nó nhận lại từ thí luyện. Ok, cái mấy cái này thì anh em chơi từ từ anh em sẽ mở được thôi. Đó, đây. Đây. Đó, ấp tương, ấp trứng, ấp trứng, ấp trứng, đây. Đây, đó. Bắt đầu mở này, mở bet này, đó, mở ô bet này. Cửa hàng này. Cửa hàng thì nó đòi cái gì ta? Cái này là cái gì? Cái cuộn tím tím này là cái gì ta? Cuộn linh hồn mà. Không có à. Nói chung là đó thì nói chung là chơi á thì tiêu, tôi nói thiệt anh em, tiêu cái game này là tiêu rất nhiều, tiêu được rất nhiều thứ luôn anh em ơi. Anh em tha hồ mà chơi trải nghiệm luôn, chứ chơi nói thiệt là nếu như thật sự mà anh em chơi như mình á là nó không, nó chưa hợp lý chứ anh em. Đó thì anh em nên, đó anh em nên tốt nhất là gì, mình ví dụ mình chơi cái nào nó đây, ví dụ đây hình như là đây là cuộn à, không đây vé chiêu mộ đó. Thì bây giờ ví dụ mình thì mình sẽ tiêu hết cái đống này bằng cách là gì, mua cái này xong đó, đã mua hết, đã mua hết đó, hết tiền luôn ha. Đó, mình đã tiêu 200 triệu vàng trong một video, thấy không? Nó rất là ok, nhưng mà thật sự là khuyên khuyên anh em là không nên làm như mình nhé. Tại vì làm như mình á thì nó chỉ là content thôi. Còn mà thật sự anh em nào mà đang thật sự đang chơi game này á thì mình, tại vì ban đầu nó vô nó cho mình tướng, xong bắt đầu mình cứ từ đó mình up tướng thôi. Mình chơi từ từ lên là nó sẽ mạnh hết á. Nó sẽ ok hết anh em à. Đó. Rồi thần thú thì bây giờ muốn mở được vị trí 2 thì mình đây, ví dụ mình mở con này đi. Đó. Ví dụ đó là mình sẽ up con đường lên được cao này. Đó rồi xong mình cứ chơi mình up từ từ lên đó, mình có thể nuôi rhino, mình có thể nuôi mấy con tướng này lên này. Nhưng mà mình khuyên thật á thì không nên mua nhiều. Chỉ khi nào cần thiết thì mua thôi. Còn ví dụ mình chiêu mộ này. Đó, ví dụ mình chiêu mộ trong đây này, nó cũng khá là lợi anh em mà. Đó. Đó. Đó, trời ơi, nó tặng mình một đống cuộn luôn em. Nhưng mà tôi nói anh em rồi, thì mình không khuyến khích anh em làm như mình nha anh em. Làm như mình là anh em thua á, là game coi như là cookie á, là anh em cookie hết cái game luôn á. Đó. Đó, vậy thôi. Đó. Đó, chiêu mộ. Trời ơi, anh em nhìn này, 9.000 cuộn. Tôi mua đó, quá đã luôn, quá xá đã luôn đó. Bấm mà bấm mỏi tay luôn nha. Bấm mà. Trời ơi, anh em thấy chơi game mà mình chỉ có bấm và bấm, bấm bấm và bấm, bấm và bấm thôi. Đó, nó quá là đã luôn. Rồi đó. Trời ơi, đã chưa kìa. Mở này đó, mở được 4 con ha, đó. Thì nói chung là mở 4 con thì khá là dễ, và anh em muốn up và anh em muốn mua thêm thì ví dụ là ví dụ trong game ví dụ nó đang có 3 con đúng không? Anh em chiêu mộ là được thêm một con thì lấy thêm 2 con này ở đây nữa là xong. Đó. Còn việc là tiêu gì nó hợp lý thì mình nghĩ là mua bet và mua mua mua, mua ít bet thôi, mua mua 3 con cho nó lấp đủ cái khoảng trống đó thôi. Còn lại là không nên không dùng, cứ dùng tạm mấy con này, còn cứ vô đây mình đây này, vô sự kiện này đó, khi nào mà có vị thú mình chiêu mộ. Nhưng mà tốt nhất thì vẫn là khi nào mà có sự kiện quay tướng này nọ kia thì mình quay được tướng UR này nọ kia thì mình cứ quay, gọi là quay cho vui thôi, chứ thực sự là bây giờ nó đã meta là LR thì anh em từ từ anh em sẽ lấy mấy con tướng UR đây nè. Đấy. Đây nè, mấy con tướng nó cho anh em nè, đây. Nó cho anh em một cái gói nè. Trời ơi, nó cho anh em tướng UR này.
đó rất đã luôn đó. Thì lúc đó là anh em cứ build tướng UR nào mà anh em thích thôi đó. Nói chung là chơi game là vì sở thích chứ đừng có bị gò bó cho kiểu anh em thích chơi, anh em thích chơi gì anh em chơi vậy thôi. Nhưng mà nếu như anh em mà thực sự muốn hardcore với game á thì sẽ là nên build những cái gì mà giống như mấy cái ông này ông build này đó, build những cái gì mà giống như mấy ông này ông build á thì nó sẽ hợp lý và nó sẽ cải thiện được cái tính chất đội hình của anh em nhiều hơn đó. Ví dụ anh em thấy người ta chỉ build một con LR thôi hoặc là người ta build hai con LR là căng tay đó, mình tham lam mình build tới tận bốn con LR rồi xong nhìn đội hình đúng của chú luôn, không cứu vãn được nữa đó. Thế là hết đó, vậy thôi. Kết thúc video lại là cảm ơn anh em đã xem hết video của mình đó. Mình đã tiêu hết 200 triệu vàng như thế nào đó. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye.